nổ lớn ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Siberia của Nga. Ngày 15 tháng 12, nhà chức trách Nga cho biết hai người đã chết sau khi xảy ra vụ nổ gây cháy ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Siberia. Nhà máy phát nổ thuộc công ty hóa dầu Angus do tập đoàn Rosneft sở hữu. Quan chức thuộc bộ khẩn cấp ở thành phố Yekaterinburg thông tin rằng vụ nổ này xảy ra lúc dạng sáng 15 tháng 12 theo giờ Nga. Báo Moscow Times dẫn lời các quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp cho biết nhiều khả năng vấn đề dò dỉ trong bộ phận xử lý là nguyên nhân gây ra vụ nổ ở nhà máy Angus. Theo các nhà địa chất, cư dân tại thành phố Yukuska, cách hiện trường khoảng 45 km về phía đông và các thị trấn lân cận cũng cảm nhận được dư chấn của vụ nổ trên. Tình trường khu vực Yukuska, ông Igor Kozes, viết trên Telegram rằng rất nhiều người đã ngỡ có động đất khi vụ nổ xảy ra. Bộ khẩn cấp đã kiểm soát được tình hình sau 5 giờ từ lúc lửa cháy. Ông Kozes cũng cho biết tính tới thời điểm dập được lửa Lửa từ vụ nổ đã lan ra 2.500 mét vuông, hai nhân viên của nhà máy đã thiệt mạng, trong khi năm người khác bị thương. Cơ quan điều tra địa phương đã mở cuộc điều tra về nghi vấn vi phạm an toàn nhà máy. Phía công ty Angers khẳng định vẫn tiếp tục cung ứng nhiên liệu sau vụ việc này. Đây là sự cố thứ hai liên quan tới nhà máy lọc dầu ở Nga chỉ trong vài tuần. Trước đó, vào ngày 27 tháng 11, một vụ cháy khác cũng xảy ra nhưng không có thương vong.